và các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá xe số Honda 2019 mới dứt cuối tháng 7 năm 2019 giảm giá đồng loạt. Một loạt những mẫu xe số của nhà Honda đang giảm giá xuống mức giá đề xuất, trong đó có chiếc Super Cup 125 2019 giảm giá tới tận 5 triệu đồng. Một số ý kiến cho rằng người tiêu dùng ở Việt Nam đang đạt tới cái độ bão hòa với cái sự ưa thích các dòng xe máy của Honda. Tuy nhiên, có một số nghiên cứu chi tiết nào, nhưng căn cứ vào cái doanh số bán hàng trong 6 tháng đầu năm 2019 có cái sự sụt giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, thì ta có thể thấy đây không phải là nhận định không có căn cứ. Điều đó có thể đưa tới những cái tác động đối với giá bán xe máy của Honda ở nước Việt Nam. Nếu quan sát thì trong một khoảng thời gian khá dài, nhiều mẫu xe số của nhà Honda có mức giá bán không trên, thậm chí giảm xuống mức giá đề xuất. Khi mới ra mắt ở Việt Nam, huyền thoại Honda Super Cup C125 được rất nhiều người hâm mộ tại Việt Nam háo hức. Sau đó cái mẫu xe này đã được đưa Việt Nam nhưng lại có mức giá khởi điểm lên tới là 85 triệu đồng, tức là ngang với một cái chiếc xe như Honda SH 125. Dù là một dòng xe huyền thoại mang nhiều đổi mới, nhưng có cái đèn flash, chìa khóa thông minh mắc kỳ, cái chiếc Super Cup C125 vẫn là một cái sản phẩm kén khách. Hiện đây là mẫu xe số có mức giá bán giảm mạnh nhất ở Việt Nam. Một loạt những mẫu xe khác như Quay Alpha, Lex Future cũng có mức giá bán giảm nhẹ tới 100 triệu đồng và sau nhất tới tận 1 triệu đồng. Riêng cái chiếc Quay RX thì mức giá bán ổn định và có thể trên cao hơn mức giá đề xuất. Để giúp những bạn xem clip cho những thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật giá bán những dòng xe số của nhà Honda mới nhất trong cuối tháng 7 năm 2019. Honda Quay Alpha 110 mức giá đề xuất 17.800.000 đồng, giá bán thực tế 17.600.000 đồng. Black Panther mức giá đề xuất 18.800.000 đồng, giá bán thực tế 18.000.000 cho đến 18.200.000 đồng. Black Phanh Đĩa mức giá đề xuất 19.800.000 đồng, giá bán thực tế 19.000.000 cho đến 19.400.000 đồng. Black Vành Đúc mức giá đề xuất 21.300.000 đồng, giá bán thực tế là từ 20.500.000 đồng đến 21 triệu đồng. Quay RX Fanker mức giá đề xuất 21.500.000 đồng, giá bán thực tế 22 triệu đồng. Quay RX Phanh Đĩa mức giá đề xuất 22.500.000 đồng, giá bán thực tế 22.800.000 đồng. Quay RX Vành Đúc mức giá đề xuất 24.500.000 đồng, giá bán thực tế 24.900.000 đồng. Honda Future 2009 cái vành nang mức giá đề xuất 30.200.000 đồng, giá bán thực tế 30.100.000 đồng. Future 2009 cái vành đúc mức giá đề xuất 31.400.000 đồng, giá bán thực tế 30.800.000 đồng đến 31 triệu đồng. Honda Super Cup C125 mức giá đề xuất 85 triệu đồng, giá bán thực tế 80 triệu đồng. Lưu ý giá xe thực tế còn tùy thuộc vào từng lý và từng cục án xe. Cảm ơn các bạn đã dõi video tiếp, nhớ like, subscribe.